Vâng, xin chào tất cả các anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Đăng Lông 48 của em nhé. Hôm nay em quay cho các bác xem một cái mảnh đất này rất là đẹp nhé. Đất bằng đẹp, khuất gió, trồng hoàn toàn là sầu riêng và cà phê, đông đặc luôn. Và cái mảnh đất này á, thì cách cái con đường cái con đường nhựa thì rơi vào khoảng hơn 100 m. Là cái con đường nhựa này thì liên thông giữa hai xã, đường liên xã và đường liên huyện luôn các bác nhé. Địa chỉ mảnh đất của mình đây là nằm trên địa bàn là xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sầu riêng như thế này là có cây là 53 và 52. Tổng diện tích là một số ít cây là 52 thôi, khoảng tầm cỡ 300, gần 300 cây là 52. Còn lại là toàn 53 như này hết các bác nhé. Hệ thống tưới bếp đầy đủ hết luôn. Thì cái mảnh đất này là trong sổ hiện tại là có hơn 3 hectare thôi. Nhưng mà trên chính lục là xã vừa rồi đo lại là tổng diện tích là 4 hectare này. Thì trên đất này thì bác chủ nhà đã trồng được 800 cây sầu riêng như thế này. Thì cây là 6 m. Đây, từ cây này sang cây này là 6 m, hàng cách hàng là 7 m. Đó, sang cách sang bên này là 7 m. 800 cây sầu riêng, còn lại là cà phê tơ đông đặc trong cái vườn của mình luôn. Trên đất mình đã có nhà cửa điện đóm đầy đủ, ô tô xe tải vào tận nơi. Và giá bác chủ nhà bán cái mảnh đất này là 4 tỷ rưỡi các bác nhé. 4 tỷ rưỡi cho diện tích là 4 hectare này. Đây, đây cái mảnh đất của mình đây thì bằng đẹp, chia thành hai nô, ngăn cách nhau bằng cùng một con suối. Sầu riêng rất đẹp, đông đặc sầu riêng là kín vườn luôn. 800 cây sầu riêng. Bốn ngàn cây cà phê. Gần 4 ngàn ạ. Chúng mình đây là mình làm nhà thờ đây ạ. Đây là mình ở bên phía trên là có một cái nhà để bác nhà chủ nhà làm nhà thờ này. Đây của mình là giáp ranh cái vườn bên này đúng không anh? Bên này là điều của người ta này đúng không? À. 850. 800 cây sầu riêng rất đẹp. Đa số là 53 hết các bác nhá. Tầm cỡ 500 cây. 500 cây sầu riêng là 53. Còn lại là năm thứ hai. Rất đẹp. Đây, đây của mình là phía bên bên này là suối này. Bây giờ em đi xuống chỗ nhà quay cho các bác xem nhé. Ráp hệ thống tưới bếp là toàn bộ nó khắp vườn luôn rồi. Đây là có một căn nhà sắt này. Ở chỗ mình đây có một chỗ này quanh quanh cái này nó có đá nhỉ? Trong đá không cần, đá đây có máy học đâu có sâu đâu. À, có ít chỗ này thôi đúng không? Dạ. Đây sầu riêng rất đều này các bác nhé. Từ đây mình cách ra tới trung tâm trường chợ này xa không ạ? Đường nhựa là cách khoảng tầm 100 m thôi nhỉ? Ừ, cách 100 m đường nhựa thôi. Dạ, vâng, từ đây mà ra tới trường học với trung tâm chợ, trường học ủy ban xa không ạ? Nếu mà ra trường học tầm 500-700 m, còn ra ủy ban xã tầm 3 cây á. À, ra ủy ban xã là 3 cây. Từ đây mà ra tới trung tâm trường chợ là có 500-700 m thôi. Ủy ban tầm 3 cây á. Dạ vâng ạ. Ủy ban tầm 3 km. Bên dưới đây là mình có một cái view suối. Sầu riêng ở trong rất bài bản. Cây là 6 m, hàng cách hàng là 7 m. Bên dưới đây là ngăn cách bằng đây bằng một con suối. Và bên kia suối của mình kia nữa là có thêm một nô y như này luôn các bác nhé. Bác nào yêu thích cái mảnh đất này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 394848 hoặc là 0969 780789 để em dẫn các bác vào xem cái mảnh đất này. Đây là cái hồ của mình này. Dưới đây là bác chủ nhà nó có nuôi nuôi dê này. Đó. Chạy dài từ đây là đất của mình này là giáp ranh cái vườn cao su phía bên này các bác này. Đó, giáp ranh vườn cao su bên này luôn. Đây là cái hồ nước của mình này, hồ bác chủ nhà đang giờ đang thả cá này. Đó. Bên này là cái con suối nước.
chút bụi tre này nó xuống nước các bác này. Đông đặc là sầu riêng, cà phê là gần 4.000 cây, sầu riêng là 800 cây. Đây phía bên này nữa, rất đều, đất thì khá là bằng các bác nhé, rất là đẹp. Đây hệ thống tưới bếp là sầu riêng là lắp hệ thống tưới bếp khắp vườn luôn rồi, rất đều. Đây sầu riêng. Và em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây là nằm trên địa bàn xã Quảng Tân các bác nhé. Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích là 4 hectare. Trong sổ là hơn 3 hectare. Bác nào mà mua cái mảnh đất này thì chủ nhà cam kết là đã đủ sổ cho mình luôn. Là 4 hectare luôn. Giá bác chủ nhà bán là 4 tỷ rưỡi cho tổng diện tích 4 hectare này. Cách con đường nhựa là 100m, nhà cửa điện đóm đầy đủ. Rất là đẹp. Đất mình lên hướng tây khuất gió. Rất đẹp. Thì bây giờ em sẽ quay ở phía trên cao cho các bác xem nhé. Các bác xem xong thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Sau đó nhấn quả chuông để tiện theo dõi những video sau của em. Bây giờ em sẽ quay ở phía trên cao cho các bác xem.